Xin chào tất cả các bạn. Đấy, thì hôm nay mình làm một cái video về cái ELCB của các cái bình nóng lạnh. Nó được sử dụng rất là phổ biến trong các cái bình nóng lạnh. Đấy, thì các cái bình nóng lạnh thì bởi vì sao người ta hay sử dụng? Bởi vì là cái môi trường làm việc của cái bình nóng lạnh nó là ở cái phòng mà nó thường là ẩm thấp, cho nên là nó cần một con LCB để ngắt điện cái bình nóng lạnh này khi mà có cái dòng điện dò từ bình nóng lạnh ra nước, hoặc là bị chập phía sau cái dây máy so chẳng hạn. Đấy, nó chập xuống nước thì nó sẽ ngắt cái LCB này. Thế vậy thì cái hoạt động của nó như thế nào? Cái ELCB này nó hoạt động là trên cái LCB này nhá. ELCB này thường nó có, thứ nhất là một cái đèn và hai cái nút. Đấy, một nút to, một nút nhỏ. Đấy, thường là như vậy các bạn nhé. Hầu hết các cái hãng họ đều làm kiểu như thế. Thế thì để mà kiểm tra được cái ELCB này nó còn tốt hay không, thì các bạn hãy bật điện lên nhé. Cái này phải bật nguồn lên mới kiểm tra được. Đấy, thì các bạn bật nguồn lên này, thì cái đèn nó sáng. Đấy, cái đèn báo này nó sáng này, và trên cái bình nóng lạnh nó có điện. Đấy, sau khi mà bật lên rồi thì các bạn sử dụng tay này nhấn vào cái nút test này nhá. Đây là con nút này, test nhá. Các bạn nhấn một cái, mình sẽ nhấn thử. Đấy, nó tạch một cái, có nghĩa là cái LCB này nó đã hoạt động, ELCB đã hoạt động bình thường, và trên cái bình này nó mất điện, nó không có điện vào nhé. Đấy, và sau khi mà test xong thì các bạn ấn vào cái nút reset này đây nhá, cái nút reset đây các bạn này. Cái nút reset thì thường nó bọc một cái ấy ở ngoài này, cao su ở ngoài nhá. Đấy, vì nó ở trong cái môi trường nó ẩm, cho nên là nó sẽ phải có cái bao, cái bọc này để tránh chúng ta nhấn tay trực tiếp vào, nước nó có thể vào trong. Đấy, các bạn nhấn cái nút này. Đấy, và đèn nó lại sáng trở lại. Đấy, điện lại được cấp vào bình nóng lạnh. Thì như vậy là cái LCB này là nó tốt. Còn nếu mà các bạn nhấn nút test mà nó không nhảy nhá, thì cái LCB này hỏng mất cái chức năng chống dò rồi. Thực ra cái test này thì nó chỉ là một phần thôi các bạn nhá. Còn để chắc chắn ấy, thì chúng ta phải làm bằng cái cách khác, chứ không thể sử dụng cái cách này được. Đấy, thì nhưng mà đây cũng là một cái cách mà chúng ta có thể là thử ban đầu và thô sơ để chúng ta có thể nắm được cái ELCB là nó còn sống hay nó đã chết rồi. Đấy, thì sau khi mà test ok rồi, đấy thì các bạn mới yên tâm sử dụng nhá. Còn khi mà cái ELCB này nó hỏng, thì đối với cái bình nóng lạnh thì mình khuyên các bạn là lên đi mua cái khác về thay vào, chứ không nên là nối tắt cái này lên cái bỏ qua cái ELCB này. Các bạn không nên nối tắt nhá, tuyệt đối không nên nối tắt cái ELCB mà nên thay cái khác. Bởi vì cái ELCB này nó có tác dụng chống dò, nó đảm bảo cái an toàn khi mà chúng ta sử dụng, cho nên là nếu hỏng thì các bạn nên thay các bạn nhé. Mình nghĩ là nên thay. Đấy, thì khi mà cái LCB này cắm mà cái đèn này không lên này, thì nó có nghĩa là hỏng, và ấn nút test nó không tác động thì cũng có thể là nó hỏng, và khi mà nó hỏng thì chúng ta nên thay. Đấy các bạn nhé. Đấy, thì một trong những cái mà thiết bị rất là quan trọng và bây giờ nó rất nó hay có các bạn nhé. Để bởi vì là cái CV của chúng ta ở phía ngoài tủ ngoài kia thì thường là nó không có cái chức năng chống giật đâu. Rất ít nhà lắp cái CV mà có cái tính năng chống giật. Thì các cái bình chống lạnh này họ phải lắp và tích hợp vào đây để đảm bảo cái an toàn cho cái quá trình sử dụng. Nên là các bạn chú ý cho mình cái này. Và các bạn mua thì vì cái này nó ảnh hưởng đến
các cái tức là độ an toàn của chúng ta khi sử dụng. Cho nên là các bạn mua cái loại cũng đừng tiếc tiền mà mua cái loại rẻ nhé. Vì một số cái loại của Trung Quốc là nó nhấn nút test thì được, nhưng mà khi dò thật thì nó không cắt đâu, là nó rất nguy hiểm các bạn nhé. Vậy thì khi mà cái ELCB này nó nhảy, tự nhiên nó nhảy, tức là khi chúng ta kiểm tra cái đèn này nó không có này, và bình này không có nguồn nhá, thì chúng ta sẽ kiểm tra cái đầu vào nguồn nếu có, mà cái thằng USB này nhảy. Và khi nó nhảy như vậy thì các bạn nên kiểm tra lại cái bình ống lạnh xem nó có bị dò điện xuống hay không. Bởi vì chúng ta cố tình sử dụng nó có thể làm hỏng cái ELCB này và dẫn đến là cái bình dò nó không cắt, nó sẽ rất nguy hiểm các bạn nhé. Đấy, khi mà cái đèn này không sáng này mà các bạn bật nguồn bên kia thì các bạn phải kiểm tra cái nguồn vào ở đây. Và nếu nó có nguồn rồi mà cái này nó vẫn không, tức là nó có nguồn rồi mà cái này nó hỏng, thì các bạn phải kiểm tra lại nhé. Nó nhảy ấy, nếu như cái ELCB này nhảy thì các bạn nên kiểm tra lại cái phần tải ra của nó. Ví dụ tải kiểm tra cái phần dơ le ở đây. Đấy, kiểm tra cái bộ dơ le này, đo xem là nó có bị dò ra bỏ hay không. Hoặc là chúng ta có thể gọi service, gọi thợ các bạn nhé. Nếu các bạn không hiểu biết về nó thì các bạn nên gọi thợ. Bởi vì cái này đồ điện mà sửa trong cái môi trường mà nó ẩm như này nó rất nguy hiểm nhá. Các bạn cần có một cái chuyên môn nhất định để mà sửa những cái, mà kiểm tra những cái bình ống lạnh này xem mà nó có hoạt động bình thường hay không. Đấy. Bye bye nhá. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.